mến chào các bác trở lại với kênh Sáng Tạo. Hôm nay cho các bác nghe cái tiếng ồn của cái máy sưởi oxy có cái tên là GEX. Đây, GEX đây. Máy này quảng cáo là của Nhật Bản và siêu êm này. Em sẽ quay lại gần cho các bác nghe tiếng ồn như thế nào. Và em sẽ cùng với các bác tìm cái cách để xử lý tiếng ồn cho cái máy sưởi oxy này nhé. Các bác nghe tiếng o không? Đây là ban ngày nhé. Nếu mà giả sử như ban đêm ấy, cái tiếng ồn này nó còn to hơn nữa. Đó, bây giờ em sẽ mang đi xử lý cái tiếng ồn này cho các bác xem nhé. Các bác có thể làm theo em nhé. Máy sưởi oxy của em này. Cái máy sưởi oxy là GEX-1000SB này. Các bác nhìn này. Thì cái giải pháp của em là em sẽ bọc xốp cho nó. Bởi vì là tiếng ồn này thì nó rất là khó chịu khi mà để trong nhà nha các bác nhé. Đây, em sẽ bọc xốp cho nó. Ở đây cái máy sưởi của em nó có một cái van này. Thì cái van này em sẽ để bên ngoài. Đây. Em có mấy cái hộp xốp. Xốp dày dày một chút nha các bác nhé. Càng dày thì hiệu quả nó càng cao. Đây. Cái con dao dọc giấy này cắt này các bác này. Đấy. Máy sưởi oxy là một cái đồ gần như không thể thiếu khi mà chúng ta chơi cá cảnh nhé các bác nhé. Thì nó sẽ giúp tạo ra luồng oxy trong bể cá. Nó sẽ giúp cho con cá của chúng ta được khỏe mạnh. Đây. Em sẽ ghép làm sao nó thành một cái hộp. Đấy. Ghép thành một cái hộp nhé các bác nhé. Thao tác thì khá là đơn giản thôi. Nó không có gì là phức tạp cả. Chúng ta chỉ cắt ghép làm sao nó vuông vắn là sau đó chúng ta dán băng dính. Đấy. Các bác làm sao nó cũng gọn gàng một chút, nó thẩm mỹ một chút nhé. Chứ không nhìn nó xấu quá, nhìn không mê được thì đến lúc đấy nó lại không được thẩm mỹ. Đấy. Vải chúng ta rút ra, cắm vào đây. Xốp là nó cách âm khá là tốt nhá các bác nhá. Hôm nọ xem clip có một bác đổ bê tông nhưng mà cách đấy là không nên nhé các bác nhá. Thứ nhất là nó có trục trặc máy chúng ta không thể xử lý được. Thứ hai là bản chất là nó vẫn phải lưu thông không khí, lưu thông nhiệt, không là nó hư máy và nó không tạo cái luồng khí ra được. Còn để giảm tiếng ồn thì chúng ta chỉ có cách là cách âm cho nó thôi, theo đúng nguyên tắc là cách âm. Có thể sử dụng hộp mà sử dụng vật liệu cách âm, ví dụ như bông thủy tinh chẳng hạn đấy, khá là ok. Đây thì em dùng xốp. Xốp là một trong những vật liệu cách âm cách nhiệt cũng khá tốt đấy. Đấy. Các con miếng nữa là trên này. Mặt trên này nữa là ok các bác nhé. Khá đơn giản thôi nhưng mà nó lại hiệu quả đấy các bác ạ. Một đường đút kẹp cái dây nguồn này vào đây. Đây các bác làm như này nhá. Bác có thể làm nếu mà cái máy của chúng ta to, nó lớn ấy thì các bác có thể làm cái hộp lớn một chút. Còn của em cái máy này nó nhỏ thì em làm cái hộp nhỏ. Thậm chí là nếu mà máy sưởi oxy cho hồ cá coi ấy, loại lớn ấy thì các bác chơi hẳn một cái hộp xốp to ấy. Các bác tống nó vào đấy. Đấy, bây giờ em sẽ cuốn vào nhé.
quấn băng keo. Em sẽ quấn băng keo vào đây nhá. Đây. Quấn khít vào nha các bác nha. Đây, quấn vào. Quấn cho các bác xem này. Cắt cho nó gọn gàng một chút bằng quấn. Trong thế này như nó hiệu quả lắm đấy các bạn ạ. Đây nha các bác nha. Đây. Đây. Đây, như thế này là ok rồi. Bây giờ vào test cho các bác xem nhé. Em để tạm đây để em test cho các bác xem. Còn sau thì em sẽ để dấu rằng sau thì nó cũng không mất thẩm mỹ đâu các bác ạ. Đây, thả cái cục sồi vào trong này để test cho các bác xem nhé. Giờ em cắm điện này. Đây, để đây. Đấy, các bác nghe thấy nó giảm tiếng ồn rõ rệt không? Đấy, gần như nó không có tiếng ồn nữa. Đấy, làm rõ rệt luôn. Nó chỉ còn một cái tiếng rung nhẹ thôi, chỉ có sờ tay ở đây nó rung nhẹ thôi. Đấy, sủi oxy thì cái sủi này em còn phải dùng van này, nó khá là mạnh. Nó khá là mạnh nhá, em phải dùng van để điều chỉnh nhé. Mạnh khủng khiếp lắm các bác ạ. Xin cảm ơn các bác đã ghé thăm kênh Sáng Tạo về cái cách mà em cùng với các bác giúp giảm tiếng ồn cho cái máy sủi oxy. Ở đây cái máy của em thì nó bé nên em dán như thế này. Các bác có thể bơm keo silicon dán nhé. Nếu mà các bác mà có cái máy to kiểu như dạng sủi cho hồ cá coi thì các bác mua cái thùng xốp cái loại vừa vừa nhỏ nhỏ ấy, các bác đút vào đấy, các bác đậy nắp dán kín thì là rất là ok. Cảm ơn các bác đã ghé thăm kênh Sáng Tạo. Các bác hãy đăng ký kênh Sáng Tạo để ủng hộ em nha. Các bác nhấn thích video để ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.